Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tip Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Alexis Sanchez không giấu được niềm vui vì đã ghi bàn trở lại sau 5 tháng tịt ngòi. Alexis Sanchez đã đá ngay từ đầu trong trận Chile đại thắng Nhật Bản 4-0 ở bảng C Copa America 2019. Chơi vật vờ trong hiệp 1 nhưng Sanchez đã tỏa sáng ở hiệp 2, ghi một bàn kiến tạo một đường truyền thành bàn, góp công lớn giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Pha lập công trước Nhật Bản là bàn thắng đầu tiên của Sanchez sau 5 tháng liên tiếp không ghi bàn. Bàn thắng gần nhất trận sút này ghi được trước trận thắng Nhật Bản là ở trận MU thắng Arsenal với tỷ số 3-1 tại FA Cup vào ngày 26 tháng 1. Trải lòng sau trận đấu, Sanchez hồ hởi cho biết: "6 tuần qua là thời khắc tồi tệ nhất tôi từng trải qua trong đời. Giờ mọi chuyện đã ổn hơn, hy vọng bàn thắng này sẽ mang đến sự tự tin cho tôi. Tôi đã gặp khó khăn trong hiệp 1, trận thắng Nhật Bản, nhưng trong hiệp 2 tôi thi đấu tự do và chơi hứng khởi. Chúng tôi đã giành chiến thắng quan trọng và rất khó khăn. Bây giờ toàn đội hướng đến trận đấu tiếp theo, trận thứ 2 của Chile ở vòng bảng Copa America 2019 là cuộc đọ sức với Ecuador vào ngày 22 tháng 6. Nếu đánh bại Ecuador, nhà đương kim vô địch Copa America sẽ nắm chắc tấm vé lọt vào tứ kết." Liverpool đã chia tay Daniel Sturridge và sắp tới có thể là Serdar Shaqiri. Lúc này Jurgen Klopp cần chiêu mộ thêm một cầu thủ tấn công để có thể xoay tua với bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino. Mục tiêu này là một ngôi sao chất lượng để phục vụ cho tham vọng vô địch mọi giải đấu mà Jurgen Klopp tham dự vào mùa tới. Theo nguồn tin từ Nintendo Sport, Liverpool được cho là đã gửi lời đề nghị chính thức đến Lille để chiêu mộ Nicolas Pepe, cầu thủ người bờ biển Nga được định giá vào khoảng 72 triệu bảng và Jurgen Klopp sẵn sàng đáp ứng mức giá bởi Pepe đang được cả Man United và Bayern Munich theo đuổi. Tại Ligue 1 mùa giải vừa qua, chỉ có Kylian Mbappe là người ghi nhiều bàn thắng hơn Pepe. Phong độ chói sáng từ cầu thủ 24 tuổi giúp Lille bay cao tại giải vô địch quốc gia Pháp với vị trí thứ hai chung cuộc sau 38 vòng đấu. Cụ thể, Pepe đóng góp 22 bàn thắng và 11 pha kiến tạo. Với tốc độ xuất chúng, anh thể hiện sức tàn phá kinh khủng với các hàng hậu vệ. Lối chơi của Pepe được so sánh với Eden Hazard, cựu cầu thủ của Lille. Điều mà Jurgen Klopp cực kỳ yêu thích ở tuyển thủ người bờ biển Nga là lối chơi cực kỳ đa năng. Anh có thể chơi rộng nơi hành lang, hai cánh hoặc thi đấu như một số chín đích thực. Vì vậy, Pepe có thể chám vào bất kỳ vị trí nào trên hàng công trong trường hợp Liverpool cần xoay tua. Trong khi đó, Tottenham lại tìm kiếm người thay thế Hugo Lloris trong khung gỗ, bất chấp nhà vô địch thế giới có phong độ khá ấn tượng, giúp gà trống lọt vào trận chung kết Champions League. Có vẻ như đội bóng thành London lo ngại tuổi tác sẽ làm ảnh hưởng đến Lloris khi anh đã 32 tuổi. Theo truyền thông tại Italia, Thomas Trascosa chính là mục tiêu mà Tottenham nhắm đến. Thủ thành 23 tuổi với tư duy chơi bóng thông minh, phản xạ nhanh nhẹn và được xem là sự thay thế lâu dài xứng đáng cho vị trí của Hugo Lloris. Tuy nhiên, để có thể sở hữu Trascosa, Tottenham phải chi đến 44,5 triệu bảng cho Lazio. Đây là số tiền không nhỏ dành cho một người gác đền. Rõ ràng đội bóng thành London không để Trascosa làm phương án dự phòng cho Hugo Lloris dù đang là trụ cột của gà trống. Tuy nhiên, màn trình diễn của cựu thủ môn Lyon vẫn chưa khiến ban lãnh đạo Tottenham yên tâm. Thi thoảng anh vẫn mắc sai lầm tai hại khiến đội nhà phải ôm hận. Philippe Coutinho nhiều khả năng sẽ rời Nuka vào mùa hè này, nhưng anh không gia nhập Man United vì sự tôn trọng với Liverpool. Sau một năm rưỡi ở Nuka, Coutinho đã không thể hiện được nhiều điều và các culé cho rằng anh không xứng đáng với số tiền 142 triệu bảng. Nhưng áp lực từ phía cổ động viên và việc không thể đóng đinh ở một vị trí chính thức trong đội hình của Van Vanverde khiến ngôi sao người Brazil nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè này. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Coutinho muốn trở lại Premier League và Man United là một trong những điểm đến lý tưởng bởi Quỷ Đỏ đang cần tăng cường sức mạnh để trở lại sân chơi Champions. Tuy nhiên, theo Sky Sports, cầu thủ 27 tuổi sẽ không gia nhập Old Trafford vì sự tôn trọng với Liverpool. Coutinho đã có 5 năm ở Liverpool, từ năm 2013 đến 2018, và đó cũng là quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh cho đến nay. Trước khi đến Anfield, Coutinho đã thi đấu cho Inter Milan và Espanyol, nhưng đều không thành công. Bởi vậy, anh vẫn luôn dành sự tôn trọng với The Reds, nơi đã giúp anh vươn tầm trở thành một trong tiền vệ công hàng đầu thế giới. Ở mùa giải 2013-2014, Coutinho suýt chút nữa đã cùng Liverpool lên ngôi vô địch Premier League. Ở mùa giải tiếp theo, ngôi sao Brazil tiếp tục tỏa sáng, và đó là lý do Barca đã chi ra 142 triệu bảng để đón anh về Nou Camp. Hiện Coutinho đang cùng Brazil chiến đấu ở Copa America được tổ chức tại quê nhà. Ở trận ra quân gặp Bolivia, ngôi sao 27 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp Seleção giành trọn 3 điểm. Huấn luyện viên Bỉ Su Lukaku sớm rời MU. Theo Goal, huấn luyện viên tuyển Bỉ Roberto Martinez không muốn Romelu Lukaku ngồi dự bị và đánh mất phong độ nên ông đã hối thúc tiền đạo 26 tuổi rời Old Trafford ở hè này. Hiện cựu sao Chelsea và Everton đang được cho là có liên hệ với Inter Milan.
James đồng ý thỏa thuận với Napoli. Tiền vệ James Rodriguez đồng ý các thỏa thuận cá nhân với Napoli. Thời gian Luca Di Mario, hiện ngôi sao người Colombia đã hết hạn hợp đồng cho mượn ở Bayern Munich nhưng không được gã khổng lồ nước Đức mua đứt. Trong khi đó, huấn luyện viên Zidane cũng không thích cầu thủ này trở lại Bernabeu. West Ham rao bán Diop giá khủng. The Hammer sẵn sàng nhà hậu vệ Istadiop nếu đội bóng nào đồng ý trả 60 triệu bảng. Theo Mirror, ngôi sao 22 tuổi này đang được nhiều đội bóng lớn để ý, nhưng mức giá trên khó lòng được đáp ứng. Tottenham bị hét giá vụ Zaniolo, theo Calcio Mercato. Roma sẽ chỉ bán tiền vệ ngôi sao Nicolò Zaniolo nếu Tottenham trồng đủ 70 triệu bảng. Spurs vừa có một mùa giải thành công, nhưng gần như chắc chắn họ sẽ không chi số tiền trên để mua một cầu thủ. Marcus Rashford được cho là sẽ ký vào bản hợp đồng dài hạn với Man United khi được đội bóng này trả mức lương khủng. Thời gian qua, mặc dù đã được lãnh đạo Man United thuyết phục gia hạn hợp đồng nhiều lần, Marcus Rashford vẫn tỏ ra lưỡng lự. Nguyên nhân là do tiền đạo này đã nhận được một số lời đề nghị từ các câu lạc bộ lớn như Barcelona hay Juventus, cộng với việc MU không đủ điều kiện tham dự sân chơi Champions League mùa tới, khả năng ra đi của Rashford ngày càng trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, Man United vẫn có thể giữ Rashford ở lại nếu chấp nhận chi mức lương khủng đúng yêu cầu mà tiền đạo người Anh đưa ra. Theo truyền thông Anh, cụ thể là tờ Metro, sau thời gian dài đàm phán, đội chủ sở Old Trafford đã quyết định tăng lương cho Rashford, đồng thời trói chân anh bằng một bản hợp đồng dài hạn. Cụ thể, nếu quyết định gia hạn hợp đồng, Rashford sẽ nhận mức lương lên đến 300.000 bảng một tuần, cao hơn rất nhiều so với con số 80.000 bảng một tuần mà anh đang được hưởng ở mùa giải vừa qua. Đây là con số khổng lồ, nhất là với một cầu thủ còn rất trẻ như Rashford. Thành công trong việc giữ chân Rashford sẽ tạo nên sự ổn định cần thiết cho MU. Trong một mùa chuyển nhượng đầy biến động, Ander Herrera và Antonio Valencia đã ra đi. Romelu Lukaku nhiều khả năng sẽ chuyển sang Inter Milan, trong khi Pogba đang tìm cách đào tẩu khỏi Old Trafford để đến Real Madrid. Ở chiều ngược lại, Quỷ Đỏ hiện đã chiêu mộ thành công Daniel James từ Swansea và đang đặt Aaron Wan-Bissaka cũng như Issa Diop vào tầm ngắm. Gia nhập MU vào tháng 2/2016, Rashford đã ghi được tổng cộng 45 bàn thắng sau 170 lần ra sân trong màu áo tuyển Anh. Tiền đạo 21 tuổi cũng đã có cho riêng mình 7 pha lập công sau 32 trận. Mùa giải vừa qua, anh đã có được 13 bàn thắng cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường, trong đó có 10 bàn ghi được ở Brunei dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Các chuyên gia tin rằng Rashford sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 2 năm sau khi để mất Neymar vào tay PSG, Barcelona đã lên kế hoạch đưa chân sút người Brazil trở lại Tây Ban Nha. Hè 2017, PSG gây sốc khi bỏ ra 222 triệu euro phí giải phóng hợp đồng để cuộm Neymar khỏi Barcelona. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 2 năm ở sân Parc des Princes, trước khi nào tin đồn về việc siêu sao người Brazil muốn ra đi để trở lại Tây Ban Nha lắng xuống, anh được cho là hối hận về quyết định rời sân Nou Camp, thất vọng về kế hoạch của PSG và cũng không còn giữ được vị thế số 1 khi Kylian Mbappe trưởng thành vượt bậc. Đã có nhiều tin đồn về việc Real Madrid quan tâm tới Neymar. Tuy nhiên, đội bóng cũ của Barca cũng sẵn sàng gây sốc với tiền đạo 27 tuổi. Nguồn tin uy tín bậc nhất Brazil, Global Esports mới đây tiết lộ, ban lãnh đạo Blaugrana bắt đầu đàm phán để đưa Neymar trở lại sân Nou Camp ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đích thân chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã đứng ra thực hiện thương vụ này. Tất nhiên, Barca sẽ không chi ra con số giống như PSG từng bỏ ra cách đây 2 năm. Thay vào đó, họ sẽ đề nghị phí chuyển nhượng 100 triệu euro kèm một trong 3 ngôi sao, đó là Samuel Umtiti, Ousmane Dembele hoặc Ivan Rakitic. Rakitic từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của PSG. Dembele trẻ hơn và có thể thay thế trực tiếp vai trò về mặt chuyên môn của Neymar. Umtiti dù sa sút bởi chấn thương ở mùa giải vừa qua, nhưng vẫn được đánh giá là một trong trung vệ hàng đầu châu Âu. Ba cầu thủ này rẻ nhất cũng được định giá là 60 triệu euro. Bởi vậy, đội bóng Pháp có thể cân nhắc. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi trong những phát biểu gần đây đã tuyên bố sẽ nói chuyện với bất cứ cầu thủ nào cảm thấy không còn hạnh phúc và muốn ra đi. Ông cũng khẳng định việc Neymar lựa chọn đến với sân Parc des Princes là bởi hứng thú với dự án của câu lạc bộ và hoàn toàn tự nguyện chứ không bị ai bắt ép. Người phát ngôn của lãnh đạo Barca, Josep Vives đã từ chối bình luận về tin đồn này bởi ông không muốn đội bóng mắc bẫy. Trong khi đó, trái với thông tin từ Global Esports, nguồn tin uy tín hàng đầu ở Pháp, beIN Sports lại quả quyết chưa có bất kỳ đàm phán nào giữa Barca và PSG. Manchester United và Inter Milan đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng Romelu Lukaku. Báo giới Anh thời gian qua cho hay, Romelu Lukaku đã có ý định chia tay Man United để chuyển sang Italia thi đấu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Lý do là bởi Lukaku lo lắng anh không được đảm bảo vị trí đá chính dưới thời Solskjaer. Thực tế thì kể từ khi lên thay thế Jorginho ngồi vào chiếc ghế nóng sau Old Trafford, Solskjaer liên tục giao phó vai trò tiền đạo chủ lực cho Marcus Rashford. Tờ Tuto Sport gần tiết lộ Man United sẵn sàng bán đứt Lukaku nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Được biết, Inter Milan rất khát khao có được chữ ký của Lukaku. Chân sút người Bỉ là cái tên mà huấn luyện viên Antonio Conte muốn làm việc cùng.
Theo Gazeta dello Sport, Lukaku đã đạt được mọi điều khoản cá nhân gia nhập Inter Milan. Lúc này đây, vấn đề duy nhất là mức phí chuyển nhượng của Lukaku. Mới nhất, nguồn tin từ Sport Mediaset khẳng định, sau nhiều cuộc đàm phán, Man United và Inter Milan đã chốt xong mức giá bán chuyển nhượng của Lukaku. Cụ thể, Inter Milan đã chấp nhận yêu cầu 70 triệu bảng do Man United đề nghị. Như vậy, nếu không có gì bất ngờ, Lukaku sẽ chia tay Man United để chuyển tới khoác áo Inter Milan ngay trong mùa hè năm nay. Lukaku đã có 28 bàn sau 55 trận tại Premier League cho Man United và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển quốc gia Bỉ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.